Hello, xin chào tất cả các học sinh lớp 12 của thầy. Hôm nay chúng ta sẽ sửa chapter số 124. Thầy sẽ bắt đầu. Câu số 1 người ta hỏi các em công thức. Thì bây giờ các em phải tra cái bảng nguyên hàm coi cái công thức nào sai. Thì theo thầy là câu C, tại vì cái này có tuyệt đối mới đúng. Rồi, câu C nha. Câu số 2 tìm mệnh đề sai. Mệnh đề sai là câu D, tại vì cái này em chỉ kịch. Em chỉ được dịch cái hàm số ra ngoài thôi, em không được đổi cái hàm. Mình đổi cái hàm nó sẽ bị sai. Đáp án là D. Câu số 3 là hội định nghĩa đúng không? Trong chapter trước thì có nói. Bây giờ nó cho em F lớn, nó kêu em tìm cái mình thì đúng. Thì bây giờ mình phải hiểu là đạo hàm của F lớn sẽ được F nhỏ. Cho nên đáp án chính xác là của B. Em phải làm đi làm lại nhiều lần để tìm mấy cái này nó dễ, nhưng mà nó rất là dễ bị sai định nghĩa ha. Nhắc lại nè, đạo hàm của F lớn là sao là F nhỏ, nguyên hàm F nhỏ sao là F lớn. Câu số 4, thầy có để cái ghi ý trong cái chapter 124 cho mình đó. Các em muốn tính cái giá trị hàm tại máy đó, thì các em phải đẩy lên cận trên. Ở đây mình sẽ có hai cách nha, một là em giải tài hàm bấm máy. Nếu em tính F2 á thì nó sẽ là tích phân đi từ trừ 1 tới 2 của 1 phần x cộng 2 dx cộng cho cái f trừ 1 này, là em cộng cho 5. Xong sẽ bấm máy tính thôi. Xử lý máy tính. 1 phần x cộng 2 chạy từ trừ 1 tới 2. Ok, cộng cho 5 luôn. 6,38. 6,38 hình như là B. 6,38 của B. No. Thì là câu D. Câu D. Theo thầy bài này không nên giơ tay. Mấy bài mà nó cho mấy cái F này cái tính F kia các em nên bấm máy. Lời khuyên chân thành, để tay nó lâu lắm em. Để tay là em phải, nếu mà em phải lấy tìm hàm cơ bản, em phải tìm C nữa. Không, câu 5 thì trùng lại. Câu 5 trùng lại câu 3. Đáp án là C. Câu số 6 cái này em phải hiểu định nghĩa này. Em tách này ra là bằng 2 tích phân 1 năm của F trừ tích phân 1 năm của G, như câu nào đúng. 2 tích phân 1 năm của F trừ tích phân 1 năm của G. Không có đáp án à. Này thì ghi sai. Câu 6 bị sai. Câu 6 phải đổi lại cái này dấu trừ mới đúng. Mới trừ mới đúng. Mem đổi lại thầy nha. Phải đổi là cái này dấu trừ mới chính xác. Câu 7, tích phân từ trừ 1 tới 4 của F cộng tích phân trừ 1 tới 4 của G là hai cái này cộng lại các em. Nó cùng cái cộng đi nè. 2 cộng 3 là 5, câu A. Câu 8, cái cách mà em tính khoảng cách đó, là thầy đã ghi cái công thức ở trong cái tờ gợi ý rồi. Bây giờ mấy em thế cái cách để mình tính khoảng cách từ một điểm tới một thẳng này, nó giống như hồi năm lớp 10 em tính khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng như đó. Điều đầu tiên là phải thế cái điểm này nè vô cái đám này nè, thế 3 vô x là 3 trừ 2 thế vô y là ra cộng 8, 1 thế vô vào z là 3 cộng 12. Nhớ có tuyệt đối để đảm bảo rằng cái khoảng cách này không bị âm, đảm bảo rằng khoảng cách không bị âm. Các em chia lại cho độ dài của vector pháp tuyến là 1 trừ 4, 3 nè, là căn của 1 bình cộng 4 bình cộng 3. Rồi, cảm ơn, mọi người nhìn. Nhìn thì tính là căn 26 rồi. Căn 26. Đúng không? Câu D. Câu số 9 tìm vector AB, điểm B chỉ điểm A.
B trừ A là 3, trừ 1 là 4, và 2, 2 trừ 0 là 2, 4 trừ 2 là 6, 2, 2, 6 là của B. Câu số 10, viết phương trình cầu thì đã hướng dẫn em rồi. Câu này đáp án là câu A thôi. Thì hồi ra cái này tại sao mấy em có thể làm được, thì nó liên quan đến, chỉ liên quan đến vòng vấn đề về giải tích. Mình học giải tích hình phẳng của lớp 10, ví dụ như lớp 10 mình học đường tròn đúng không? Mình học OXY thì lớp 12 em mở rộng không gian 3 chiều của xác thôi. Nó cũng giống hình tương tự thôi, nó thêm 1 chiều không gian thôi, là thêm vec nữa thôi. Không có gì khác biệt trên ra là cái này em có thể làm được. Nhưng mà nếu không biết làm thì các em xem của thầy của em rút kinh nghiệm tự thôi. Đâu gì đâu. Rồi tạm biệt các em và chúc các em học tốt. Bye bye.